chào mọi người, lại là Tofu Game này, các bạn khỏe không? Bây giờ tôi bắt đầu với một đống chất nhầy xi lam nhỏ cấp 1. Tôi cần ăn những thứ này, thức ăn để phát triển xi lam của tôi. Xem mỗi lần một món ăn có thể thêm một cấp độ. Sau đó lớn lên một chút. Thiếu rất nhiều, chờ một chút. Bàn xoay này là mỗi cái đều có thể ăn được. Ôi, không cẩn thận di chuyển rồi. Ăn hết áp lực. Nào, nào, còn một chút nữa. Ô, cấp 42 xi lam. Sau đó đánh bại điểm kết thúc những thực phẩm này, ăn hết thức ăn ở cuối. Bây giờ tôi cỡ 42 có thể ăn hết được không? Thức ăn sẽ ngày càng lớn. Vậy hơn nửa. Nhanh như vậy là hơn một nửa rồi. Được rồi, tiếp tục đi. Chà. Chà. Không trơn. Ô, cửa quảng cáo này có thể vào được. Tôi không có quảng cáo. Cái này không cho lắm. Còn có thể phía sau có tất cả đều biết. Tôi có thể vượt qua 49 mà không vượt quá 50. Xem 49 thế nào. Bây giờ tôi lớn hơn một chút 49. Lại lớn lên một chút 49 xem một chút. Wow 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 wow. Phải mất hơn 50 tập mới được. Hãy tiếp tục xem cấp độ này như thế nào. Hai cái kẹo, bỏ lỡ một cái cũng được. Thôi nào. Thiếu hai cái. Có hy vọng không? Thật sự là có hy vọng, phía trước còn có một cái nữa. Hoa sen lá một cái nhỏ xem cấp 63. Tôi vừa thăng cấp hơn 50 cũng được, tôi thăng cấp hơn 60 chứ, tôi có thể đi thẳng tới đích. Bắt đầu từ nhỏ. Càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn. Kết thúc thành công ba si. Ông chủ cá đen. Tôi siêu nhỏ, mắt hơi to. Thực sự lớn hơn anh ấy và... Ăn một miếng đi, cái này thật dễ thương phải không? Tôi ăn ở đây âm thanh thật dễ thương. Này. Vậy. Sau khi tôi đánh bại người trung niên, tôi sẽ chiến đấu ở đây. Tấn công điên giao thừa của tôi. Chờ một chút, tôi sẽ đánh bại những thứ này. Cái này gần giữa tôi rất lớn. Cái con nhỏ này lại muốn đến gần anh. Đánh cái nhỏ trước đi. Được rồi, đánh lớn hơn nữa, còn hơn 1000 nữa. Được không? Có được không? Có được không? Hơn 100, 100. Có. Tôi đánh bại rồi. Tôi đã đánh bại cái lớn và bị đánh bại bởi cái nhỏ. Xem lại đi. Đánh thêm một cái nữa xem một chút. Khó quá. Cái vừa rồi bạn tấn công cái đó. Tôi đã đánh chết những cái lớn và tôi đã bị đánh chết bởi những cái nhỏ. Bị cái nhỏ làm rơi rồi. Xem điểm cuối có thay đổi không? Này, điểm kết thúc không thay đổi, vẫn là những thứ này. Xem điểm cuối không thay đổi. Chờ một chút, tôi sẽ phá vỡ con quái vật cuối cùng. Tôi sẽ tấn công xi lam. Này này. Cần hơn 50 cân. Chắc cũng là hơn 50 cân. Tôi muốn siêu nhiều thịt này. Ôi, lớn hơn tôi không thể ăn được, anh ta thèm tôi. Này, cấp 31. Không cho lắm. Hắn một hàng 15. Phải mất siêu nhanh mới có thể rửa được. Tôi có rất nhiều tiền, nhưng cửa hàng của tôi xám xịt. Cửa hàng của tôi không mở được. Xi lam bỏ trốn. Tôi bắt được rồi, anh ấy đang khóc. Omi, tôi đuổi kịp rồi, anh ta quay lại rồi lại khóc, thấy không? Thật dễ thương, 56, tôi lại có thể đánh đến vạch đích. Xem cấp độ 61. Lớn lên một chút. Để phá vỡ tất cả thức ăn và ăn tất cả thức ăn. 60 một cân là được rồi. Điểm cuối cùng thôi nào, phóng hay là chất nhầy nhỏ này?
Bên kia vẫn là một cặp chết nhờn lớn. Sau đó đánh. Có nên tấn công không? Thật sự, xin chào. Được rồi, lần này tôi sẽ đánh tốt. Bây giờ khoảng cách dường như không đánh được. Tôi phải đánh những thứ này trước để chạm vào cái nhỏ của tôi. Cái nhỏ này có phải là tấn công nhanh không? Này, vây. Ta lần này ngay cả cái lớn cũng không có đánh chết, trực tiếp bị cái nhỏ làm rơi. Hắn lần này cảm giác so với trước tấn công nhanh hơn. Con quái vật đó tấn công nhanh quá. Xem lại đi. Không biết có phải là áo giáp của tôi không. Tôi cảm thấy con quái vật nhỏ đó tấn công tôi nhanh quá. 31 không được. Thứ này âm thanh dễ giải nén. Dễ thương quá. Ừ. Kích thước của anh ấy. Lúc đầu không thể dùng tiền để mua sashi. Chỉ có thể một. Bắt đầu chỉ có thể có một cửa quảng cáo. Tôi cảm thấy cái này hình như có thể. Ồ không được. Cái này kích thích hơn nhiều. Tôi đã ăn hắn. Lớn tôi quá nhiều, tôi chỉ hơn 20 cân. Đủ nhỏ. Nhỏ quá. Nhìn xem lần này, lần này. Màu đen và đỏ, cái này ở đây. Tôi đã bỏ lỡ nó. Áp lực. Ồ, hình như không bỏ sót cũng không được. Đúng, đúng, đúng. Bạn bỏ lỡ cũng không thể không bỏ lỡ. Hơn 30 cấp độ. Hơn 30 cấp không được. Phải 50 hoặc hơn 60. Hơn 50, hơn 60 mới có thể làm lại. Cửa thứ 10 không có gì đặc biệt. Điểm 10. Này, tôi không về đích. Cũng có, tôi cũng có thể đánh. Có thể đánh là được rồi, không cần đánh đến đích nữa. Nhìn mấy cái nhỏ này xem, có phải là người tấn công nhanh hơn không? Vẫn là của tôi. Bắn súng không tốt. Không, nhưng nó thực sự nhanh. Tôi nhỏ không đánh được. Những gì tôi nghĩ đều đánh không được. Không đến gần, tôi cũng chết rồi. Cái quái gì? Được rồi, mọi người, hôm nay tạm biệt.